mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn con ngựa hai chân của tác giả phan du truyện được phát trên kênh cô trinh cái danh hiệu này kể cũng đã lỗi thời quá rồi nhưng tôi vẫn muốn dùng nó để gọi nhân vật mà tôi sắp giới thiệu cùng các bạn độc giả Thở tôi còn nhỏ nhưng người chung quanh tôi thường gọi thế tôi cũng hay gọi như thế rồi nó quen mãi cho đến bây giờ tôi được biết thập bản ngay từ cái thời mà đất đế đô đang còn chói lọi rạng rỡ màu vàng son cái thời mà ngai vàng bệ ngọc trong chốn thăm cung cần đai áo mão hia hốt bài ngà của các vị đại thần, những vành khăn diễu xanh rộng lớn cùng các thứ xiêm y thiêu thùa sạc sở của các bà mệnh phụ còn tạo cho cái kinh thành này một sắc thái riêng biệt. Tôi muốn nói là một không khí cao sang, trầm lặng mà ở trong đó người ta có cảm tưởng là thời gian dưng ngừng hẳn lại, không đi và chưa hề trôi chảy bao giờ. Trước cái rào rào của cuộc tiến hóa chung vĩ đại, thời ấy tôi mới được 12 tuổi mà lão thì đã trên 40. Tôi cũng không rõ lão đã rời bỏ đồng ruộng, lũy tre để gia nhập vào cái hàng ngũ lính hầu từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi gia đình cha tôi dọn đến từ dinh ở con đường bộ tham thì tôi đã thấy lão rồi. Người trong nhà đã bắt đầu gọi lão là chú Thập Bản. Chú Thập, một danh từ hồi đó tôi vì quen tai, quen miệng mà dùng nhưng mãi về sau này tôi mới hiểu nghĩa. Bật chót trong hệ thống phẩm trật của triều đình thường là dừng lại ở con số 9 nhưng để an ủi cái thân phận truy tùy của những hạng người như lão và làm tôn trưởng thêm cái thể giá của chúng quyền môn, đẳng cấp thống trị thời bấy giờ đã khéo chèn thêm dưới nấc thang thứ 9, một nấc thứ 10. Sự thật thì con số 10 đi kèm theo với cái tên lão, không biểu thị được một chút giá trị nào về công danh. Tuy vậy, nó cũng làm cho lão hãnh diện chán. Lão tự thấy mình đã cách biệt với lớp dân đen, lúc nhúc trong bùn lầy, rơm rạ và ở một mặt khác được gần lại với chốn cao môn tuy chỉ gần để phục dịch với nó lão lại còn được cái quyền vận vào người một cách khá đặc biệt nghĩa là một cái khăn niền đen chữ nhân bằng vải dù một cái áo cổ hò màu xanh đậm một cái quần vải trắng nhưng với ngần ấy thứ lão vẫn không biến cải được cái cốt dân quê với tâm thân vạm vỡ màu da sần sùi đen đuổi, bộ mặt ngớ ngẩn và hai bàn chân, hai bàn tay quá thô kệch. Cả trong những ngày khánh tiết với cái món bọc vải xanh và đôi xà cạp màu xanh, người lão cũng vẫn thế mà thôi. Thập bản trực sẵn sàng ở tư dinh cha tôi để đảm nhận một cách sốt sắn và hãnh diện cái phần hành mà lão tự phụ là rất sở trường. Lão giữ nhiệm vụ hầu xe. Gần gũi lâu ngày tôi càng nhận thấy rằng thập bản với công việc này đã toại được một phần lớn chí nguyện bệnh sinh của lão. Tuy ngoài việc hầu xe, lão cũng còn nhiều công việc khác, chẳng hạn như lão phải trồng trọt, chăm sóc vườn hoa, hoặc giúp đỡ người bếp già trong việc nấu nướng, nhưng chính hầu xe mới thật là một cái gì thích hợp với chí hướng, khả năng và cái hướng sống của lão. Thập bản vừa đắc ý, vừa say sưa kiêu hãnh với cái công tác cần vụ này, lão thường khoe với nhiều người. Tôi hầu xe thế này là đã được 4 năm với ba đời quan rồi. Cụ thị binh này, cụ tham hình này, cụ tham hộ này, cụ nào cũng khen, cũng thích tôi cả, vì cụ nào cũng vừa lòng cả. Mà quả thật thế, nếu cái việc hầu xe giỏi cũng được coi là một thứ danh, thì lão phải thuộc vào cái hạng danh bất hư truyền. Thập bản không nói ngoài chút nào. Mấy ông bạn đồng liêu của cha tôi, mỗi lúc đến nhà và trong những câu chuyện phím, khi bạn đến chuyện kẻ hầu người hạ, là thế nào cũng không quên nhắc đến lão. Tôi thường được nghe những câu tuyên dương công trạng chẳng hạn như À, cái thằng cha thập bản dạo này lại về hầu cụ. Tôi tiếc nó quá. Tìm được một tên kéo xe giỏi như nó, thật là khó lắm nhé. Kể về cái tài hầu xe của nó, cũng ít đứa bị kịp rồi thì bao nhiêu đức tính của lão đều được các ngài kể ra nào là lão có sức chạy dai nào là lão chạy nhanh mà êm ái không nhồi không xóc nào là lão giỏi chịu đựng nhiều hôm phải nhịn đói vì những cuộc yến tiệc kéo dài quá khuya mà không mệt mỏi nào là lão biết trân trọng gìn giữ xe cộ nào là nào là đủ thứ có ông vì giàu dạc thiện cảm đối với lão còn vỗ đùi mà nói lớn hai chào Thằng cha thế mà có lương tâm Lắm lúc nó biết quý xe của mình hơn là chính nó Tội nghiệp Chính vì thế mà tôi thương nó vô cùng cứ nghe những câu ca tụng này, tôi có cảm tưởng là các ông bạn đồng liêu của cha tôi đang nói về một con ngựa hơn là một con người. Tôi nghĩ mà thương hại cho lão. Nhưng rồi lắm lúc, tôi đâm ngờ vượt cả óc xét đoán của tôi về việc đời. Vì tôi thấy lão không buồn phiền chút nào cả. Mà trái lại, lão rất vui thích những lúc như thế lão rình nghe và lấy làm đắc ý lắm bộ ria đen của lão rung rung và mũi lão cứ phòng cứng lên mãi rồi hí hởn lão nhón chân chạy xuống khoe với người bếp già đấy đấy các cụ lại khen đấy anh có nghe không nói không phải nói phét chứ những bọn linh hầu ở khắp lục bộ này chả thằng nào ăn nước được tôi <laughs> và không để ý đến cái lườm tức tối ganh tị của người bếp già thập bản ngồi xuống giường tựa lưng vào cột, hai tay ôm chậm lấy gối, ngửa mặt lên, nhoẻn miệng cười. Chưa bao giờ tôi được thấy bộ mặt hí hởn, một cách ngô xuẩn và một cái cười khả ố như bộ mặt và cái cười của lão vào những lúc này. Tuy vậy, tôi cũng như anh chị tôi, rất có cảm tình với lão. Là vì thập bản rất vui tính, lại dễ sai bảo. Lão còn hay chịu khó để chịu theo sở thích của chúng tôi. Lấy tổ chim này, hãy khế hái nhãn này đang lòng chim làm đồ chơi kể chuyện cổ tích nói tuồng cái gì hình như lão cũng làm được cả nhưng cái thú mà chúng tôi ham thích nhất là cái thú được điều khiển lão làm ngựa theo anh tôi nói thì chính anh tôi đã bày ra cái thú này sau mấy bận huấn luyện thập bản về cái cung cách làm ngựa thật ra thì chính lão đã hiến cái trò chơi này để tỏ lòng tri ân anh tôi vì năm xu rượu với một lý do khác nữa mà về sau này tôi mới biết. Cũng chả hiểu những ước lệ hai bên đã ký kết từ bao giờ mà có một buổi chiều kia sau khi đã hỏi tôi có thích cưỡi ngựa không anh tôi liền bóc hai ngón tay cho kiều tróc lên một tiếng rồi gọi Ê! Thập bản! Vừa hầu xe cha tôi mới về Thập bản đang ngồi nghỉ lấy nón quạt vào người và thở hồng hộc áo quần mình mẩy ướt đẫm cả mồ hôi nhưng vừa nghe anh tôi gọi lão đã quay lại nhăn dở cười dạ cậu gọi gì đem xe ra ngõ mau lên Tùy chỉ lớn hơn tôi có mấy tuổi anh tôi đã học được chẳng biết ở đâu cái oai vệ và hóng hách của một ông thượng thư đầu triều thập bán dạ một tiếng rồi đem xe ra anh tôi và tôi cùng trèo lên chạy về ngã hộ thành ấy nghe chưa thập bản liền cắm đầu chạy được một lúc anh tôi bỗng ngồi thẳng người Cất giọng điều khiển Phi nước đại Thập bản không có lui Chỉ cười rồi nói Hi hi Dạ Phi nước đại hả Được rồi Hai cậu liệu ngồi cho vững Tôi phi đây Hi hi Tức thì lão phi như một con ngựa Lão phi nước đại Lão chạy cao sơn Hai tay nắm chặt càng xe Vừa chạy lão vừa vận chuyển cho thùng xe chỏng lên Hạ xuống Anh tôi thích chí Cười săn sặc Tôi thì ngọt quá và đến một lúc tôi phải kêu lên. Thôi thôi, đừng phi nữa, đừng phi. Thấy tôi sợ, anh tôi dậm chân xuống sàn xe hét to. Hò hò, hò, bảo hò mà lại, hò. Và quả như một con ngựa, lão đang chạy nhanh bỗng tự hãm lại, lão cười hì hì. Vì như thế đã thú chưa? Anh tôi gật đầu, vì giỏi đấy. Nhưng nên nó sợ, bây giờ tế đi, tế thú hơn. Lão lại cười, lại ưng tế, hi hi, hai cậu ngồi giữa ra sao, tôi dễ tế hơn, tôi bắt đầu đây. Xe lại chạy một cách êm ái, lần này tôi thấy thích hơn, tôi hỏi anh tôi. Đi ngựa có thú hơn thế này không? Cũng thú như thế này, nhưng nguy hiểm hơn, vì ngựa có lúc nó cất mình té, chứ thập bản thì không dám cất bao giờ. À, Ninh tập điều khiển cho quen nào. Chú thập ơi, chú phải làm theo lời nó nhé. Tôi bèn tập điều khiển tôi hết bắt lão phi nước đại đến bắt lão kiệu lão tế thỉnh thoảng tôi hò lão lại để rồi bắt lão phi thích thú tôi bảo anh tôi giá chúng mình có một con roi nữa thì y như là người cưỡi ngựa thật rồi anh nhỉ thập bản quay cả bộ mặt ngớ ngẩn lại nhìn tôi hi hi lại muốn có roi nữa tôi thì cần gì phải đợi roi mới chạy từ hôm ấy chiều chủ nhật nào tôi cũng xin phép mẹ tôi cho thập bản đưa tôi đi chơi Tôi thấy chẳng có cái thú nào hơn là vừa nhá kẹo, vừa điều khiển con ngựa hai chân ấy chạy long dòng qua các con đường thầm lặng trong thành nội. Nhưng dần dần những con đường trong thành nội trông quen thuộc quá, tôi bèn nảy ra cái hứng muốn phóng ngựa cho xa hơn. Và có một hôm, tôi điều khiển thập bản chạy ra phía cửa Đông ba, rồi trở lên cầu. Giá cứ như thế mà cho chạy về gia hội, trở về cửa thượng tướng, thì cuộc du ngoạn bằng ngựa này kể cũng thật là thú vị. Nhưng khổ một cái là ốc tinh nghịch trẻ thơ còn muốn tôi phải tìm những thú mới lạ hơn trong việc khai thác và thử thách với khả năng của thập bản. Cái sáng kiến ma quái này vụt hiện ra trong ốc tôi khi chiếc xe vừa qua khỏi cầu đang đổ nhanh xuống dốc bất thình lình tôi dẫm chân vào sàn xe hét to lên ho 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 tôi hét to quá nghe mấy tiếng hò hò và trong một phút bất thần, không kịp suy nghĩ, thập bản chạy như bay, ra sức tự hãm để dừng lại, khiến xe bỗng chuối xuống rồi nghiêng hẳn qua một bên, đất trời phục nhiên đảo lộn, cảnh vật chung quanh tôi rung rinh chao đảo, quay tích một vòng, tôi rú lên một tiếng, rồi không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy, thì thấy mình nằm ngửa trong xe, chung quanh xe, một đám đông người xúm lại, còn thập bản thì đang ôm lấy chân tôi, lão nhìn tôi với cặp mắt gần như muốn khóc, Mặt lão say sát nhiều nơi Có chỗ bầm lên hoặc rướm máu Sắc mặt lão xanh như sắc mặt người chết Toàn thân lão run lên lẫy bẫy Trong lão phờ hẳn người đi Với cái vẻ rối loạn cuốn cuồng Của một người lương thiện Vừa gây nên án mạng vì ngộ sát Lão hỏi rối rít Cậu có thế nào không May mà chẳng có thương tích gì hết Nhưng trong mình Cậu có nghe trong mình thế nào không Có đau ở chỗ nào không Tôi lắc đầu Lão lại nói Thật không chứ? May quá sức, thật là cái phước 30 đời của tôi. Cậu không việc gì, xe cũng không việc gì. Lấy ông bà, may quá. Nhưng còn chú? Tôi nhìn kỹ người lão, mắt tôi bỗng chú ý đến hai ông quần lão rách toạc ở đầu gối, ướt đậm cả máu, tôi nhăn mặt hỏi vội. Nhưng chú làm sao thế? Làm sao mà... mà... Lão vạch trọng hai chỗ rách ra, tôi rùng mình, hai gối lão bị chợt mất hai miếng da to tướng máu tuồng xối xả tôi nhắm mắt lại kêu lên làm sao chứ để yên thế mà chịu à thập bản cười hì hì chỉ lo cho cậu với xe chứ còn tôi còn chú chú làm sao còn tôi thì lo gì cậu và xe không việc gì tôi quên cả đau tôi lắc đầu không được chú phải đi rửa đi phải tìm cách băng bó đi mau lên nhiều người trong đám đông cũng khuyên lão nên vào căn nhà gần đấy xin thuốc và băng bó lại Nói mãi, lão mới chịu rời tôi mà đi. Tôi ái ngại nhìn theo, cái thái độ vô lý của lão khiến tôi phải nghĩ ngợi. Quả tim bé bỏng của tôi lần đầu tiên phải rung chuyển vì một niềm ân hận lớn lao, và khối óc ngây thơ của tôi lây hoay mãi trước những câu hỏi mà nó không đủ sức giải đáp. Tôi không hiểu tại sao thập bản lại có thể tận tụy với anh em tôi như vậy, có thể để cho chúng tôi sai khiến một cách quá dễ dàng như vậy có thể chịu đựng tất cả mọi sự khó tính yêu sách dằn vặt của chúng tôi như vậy ngay trong cơn tai nạn lão đã trung thành đến cái mức độ chỉ biết lo cho tôi và cái xe mà quên cả đau đớn quên cả thương tích quên cả những gì đáng lo cho bản thân lão nói rằng lão sợ cha mẹ tôi cũng không được đúng lắm vì trong gia đình cha mẹ tôi không bao giờ dung thứ cho tôi những lối đối xử bất nhã hoặc tàn tệ đối với kẻ ăn người ở trong nhà Cả đến cái thái độ bạc bẽo cũng vậy Một việc nó chứng minh rõ ràng hơn cả Về cái hậu tình của cha mẹ tôi Đối với hạng tôi đòi Là bất cứ ngày kỵ nào Tôi cũng thấy một mâm cơm đặt riêng Trên bàn thờ nhỏ Mà chúng tôi phải lạy Mâm cơm này là để cúng một người đầy tớ cũ đã chết từ lâu Và chính thập bản Cũng hiểu rõ những điều này Tuy vậy Lão vẫn giấu biệt cha mẹ tôi Và luôn luôn đồng lõa với chúng tôi trong việc chúng tôi làm tình, làm tội lão đủ thứ. Tôi nghĩ không ra. Mãi về sau, cách đây ít lâu, chính thập bản trong một dịp giải bày tâm sự đã giải đáp hộ tôi về những điểm thắc mắc này. Tôi còn nhớ là một đêm có trăng, thập bản cùng ngồi chơi với chúng tôi trong sân, trước trái tay của từ dình. Sau khi đã kể chuyện cổ tích cho chúng tôi nghe, lão bỗng thở dài. Tôi hậu xe tới nay đã là bốn đời quan Đời cụ nào cũng thương tôi cả Và cụ nào cũng hứa sẽ thưởng cho một cái cũ phẩm Nhưng rồi cái số tôi nó thế nào ấy <laughs> Chuyến nào cũng trật cả Anh em cùng một lớp với tôi Nay nhiều người đã thành ông cũ Có vẻ đã được cả bác phẩm nữa Về làng về nước danh giá biết bao Mà tôi thì thập vẫn hoàn thập Tôi hỏi Thế sao chú không thưa thật với ba tôi Lão lắc đầu ấy chết Tôi đâu dám Cụ quở chết Tôi... tôi không dám. Rồi lão nhìn anh tôi và tôi. Nói tiếp. Họa may là có các cậu nói hộ cho mới xong. Này da, các cậu thừa lúc nào cũng vui. Nói hộ cho một tiếng. Chả hẳn như là... Như là thập bản nó thấy nhiều người được cứu phẩm nó buồn lắm. Thập bản nó hầu hạ đã bốn đợi quan rồi. Hi hi. Anh tôi vỗ ngực cương quyết. Được rồi. Tôi hứa là sẽ nói hộ chú. Chú đừng lo nữa. À này... Tôi vừa thấy một bọng sao sáo trên cây xoài ở cuối vườn. Chú bắt cho chúng tôi nhé. Hai hôm sau, mấy con sao sáo đã vào tay anh tôi. Lại có cả một cái lồng nữa. Nhưng hai hôm sau, và mãi mãi về sau, tôi cũng không hề bao giờ được nghe anh tôi nói gì với cha tôi về việc xin củ phẩm cho thập bản cả. Một điều làm cho tôi thương hại mà không dám nói ra là anh tôi tuy còn nhỏ nhưng cũng khéo biết lợi dụng cái mộng cửu củ phẩm của thập bản. Mỗi lúc cần đến lão một việc gì khó khăn, thỉnh thoảng anh tôi lại đề cập đến chuyện này. Tối nay chú thập ạ, à, tối nay tôi sẽ nói cho nha. Hôm trước tôi vừa đến nói, thì lại có khách vào, tiếc quá. Và lúc nào, sau một câu hứa hẹn như vậy, thì y như là cũng phải có một yêu sách kèm theo, hoặc là tổ chim cần lấy này, một con chuột bạch cần mua này, một chùm đào chùm lê cần hái, bao giờ cũng có cái gì cần cả. Tôi càng thương hại hơn là tuy anh tôi cứ hứa suông mãi, mà lão thì vẫn cứ tin tưởng mãi, tin tưởng mãi, rồi mãi mãi như thế cho đến một ngày. Một buổi sớm mùa đông rét mướt, một buổi sớm mà lão phải đưa cả gia đình tôi lên tàu để tự giả đất thần kinh. Đứng bên anh tôi, tựa người vào cái thanh ngang bằng đồng bóng lộn, sau tấm cửa kính ở toa tàu hạng nhất nhìn xuống sân ga tôi thấy lão khóc và tiếng còi tàu rút lên tôi thấy cả một bộ mặt khóc hác thiểu não tuyệt vọng của lão ngước lên phía chúng tôi và xa dần xa mãi rồi khuất hẳn sau đám khói đen sì thập bạn khóc vì cảnh biệt ly hay vì cái mộng công danh tan vỡ cả hai lý do đều làm cho quả tim nho nhỏ của tôi nặng trĩu cả buồn thương giả đang đến với truyện ngắn Qua cơn thử lửa của nhà văn Phan Du Truyền được phát trên kênh Cô Trinh Anh Huyện Thanh Vừa gọi xong Tuấn biết mình đỡ lời vì nghĩ cái lối xưng hô này có thể làm cho người bạn cũ phải ngượng tuấn vội sửa lại anh thanh gặp lại anh mừng quá một người đàn ông vào khoảng ba lăm đẩy đà trong bộ đồ bà ba bằng vải dòm xám đã cũ đang ngồi cúi đầu ăn bún ở phía đầu hồi chiếc quả đàn dài trong quán ngẩng lên nhìn với cái dáng bỡ ngỡ một lúc rồi vui vẻ cười lớn à anh tuấn anh nhìn ra được tôi giỏi thật nhiều người quen cũ gặp lại tôi có nhắc Họ mới nhận ra Tôi khác xưa nhiều lắm phải không Tuấn gật đầu Có khác nhiều Nhưng tôi vẫn nhận được dễ dàng Hiện giờ anh ở đâu Tôi à Từ ngày chiến cuộc xảy ra Tôi tản cư Giờ chỗ trú ngủ có đến 4 năm lần Rồi lên trên này ở mãi cho đến bây giờ gian truân nhiều nổi lắm anh ơi Nhưng vẫn sống Ngừng lại nhìn Tuấn Thanh vui vẻ Anh chẳng khác trước bao nhiêu Gặp anh thật đáng mừng nhà tôi ở cách đây độ bảy tám cây số chắc anh cũng lên ngã ấy chứ gì anh ghé tôi chơi chúng ta ăn xong rồi cùng đi nhé bún ở quán này khá ngon mà lại rẻ nói xong thanh lại cười lùa bún và thịt vào đầy mồm cắn ớt rồi nhai nhòm nhàm giọng cười khoái trá cùng thái độ rất tự nhiên dung dị của thanh lúc này khiến tuấn phải ngơ ngác và đâm thẹn vì sự ức đoán sai lầm của mình ở Thanh chừng dư không có cái mặt cảm sĩ diện rất thông thường của hạng người sa cơ thất thế. Khi phải chạm trán với những kẻ quen biết cũ đã từng chứng kiến cuộc đời quá khứ đáng hãnh diện của mình và nhất là giọng cười, cái miệng cười của Thanh càng làm cho Tuấn phải nghĩ ngợi nhiều hơn. Đối với Tuấn, sự thay đổi đáng chú ý nhất ở người bạn cũ là cái miệng cười ấy, cái vẻ trẻ trung, vui tính hơn là cảnh thăng trầm lên vôi xuống chó hắn đang làm vào hay cái tương phản xốn sang giữa hình ảnh một ông tri huyện mập mạp phương phi oai vệ trong bộ quốc phục sang trọng đầy quan cách thở nào với hình ảnh một con người thường dân đang lăn lộn quay quắt trong một cuộc sống đầy gian khổ giữa thời binh hỏa vì chính cái miệng cười ấy khơi gợi lại ngay trong cuộc gặp gỡ này rất nhiều kỷ niệm ngủ nghỉnh, buồn cười về Thanh ở cái thở mà hai người còn sống bên nhau, đồng thời làm cho Tuấn nhận thấy ở Thanh một sự biến cải rất đổi lạ lùng. Đàm Tuấn còn theo học lớp nhất trường Khải Định, thì Thanh đang là một anh chàng thư sinh của trường Quốc Tử Giám. Thanh là con một nhà điện chủ bực trung, người cùng tỉnh lại quen biết cha mẹ Tuấn. Ông thân của Thanh đã già lắm, Tuấn còn nhớ đấy là một ông cụ già gầy đét, có một bộ mặt hay cao có và một con mắt chột trắng giả. Một ông cụ già làm lì, nhưng háo thắng, tự phụ. Dưới cái hình thức khiêm tốn, giỏ nhoi của một con trùng đất, một con người loay hoay trọn đời vì cái mộng công danh, rồi đến cái mộng có con làm tri huyện tri phủ để mình được làm cụ cố. Kể ra đấy cũng là cái tâm lý rất thông thường của người đương thời nhưng có một điểm đặc biệt là với ông cụ nỗi ẩn ức về công danh đã được chuyển tiếp qua gã con trai thành một sứ mệnh cao cả cái mộng làm cũ cố đã gây ra cho ông cụ một thứ nhiệt tình trên đường mưu cầu công danh giống hệt như cái nhiệt tình của những kẻ cuồng tính trong trường chính trị theo nhiều người được biết rõ về ông cụ thì nó là cái hậu quả của bao nhiêu tuổi nhục mà gia đình ông cụ trải qua mấy đời với cái số phận Bạch Đinh phải chịu đựng trong xóm, trong làng, nhất là ở chốn Đình Trung. Từ ngày bắt đầu đưa con ra kinh, ông cụ đã cố nại xin cha mẹ Tuấn để gửi thanh ở ngay trong nhà. Chẳng phải chỉ vì cái gia đình lễ giáo này có thể ngăn ngừa được cho Thanh sức cám dỗ của những thứ trụy lạc ở đất kinh kỳ. Ông cụ còn muốn Thanh phải tập sống theo cái khuôn phép của một chốn cao môn. Vì theo ông cụ, đó là một phần quan trọng trong cái bí quyết thành công. Những lúc ở gần con, ông cụ không hề sao nhãn một chút nào trong công việc huấn luyện con trai mình về khuôn phép, nhất là những lệ thói đối xử với quan trên, quan thầy. Mỗi lúc bắt chọp được ở thanh, một khuyết điểm chạm đến cái giới răng phạm thượng là ông cụ hốt hoảng như đứng trước một tai họa lớn. Tuy đã khôn lớn, chàng thư sinh trưởng giám này vẫn được ông cụ kiểm thúc Uống nắng như người ta uống nắng một cây kiển vậy và cái việc đáng buồn cười nhất tuấn còn nhớ mãi là chuyện thanh gia công sửa trị một cái cố tật mà gã cho là bất lợi cái cố tật ấy là cái thói quen hay cười chỉ thế thôi nhưng đấy là một khuyết điểm mà ông cụ lo ngại trước nhất ông cụ thường nói cái gì ở mày cũng được cả quan trên các ngài cũng có thể thương cả chỉ duy có cái miệng mày là bất trị tao nói mãi la rầy mãi mày vẫn không chừa cái miệng mày vô lễ quá cứ sắp nói là đã mỉm cười rồi quan trên người ta có thể hiểu lầm cho là mày kiêu ngạo vô lễ vô phép Hờ, chưa nói đã cười cố mà chừa đi không thì khổ vào thân đấy Tuấn thật không thể hiểu tại sao có người vì cầu công danh đến phải sợ hãi vì một cái miệng hay cười mà nào cái miệng hay cười của Thanh có vô duyên chút nào đâu tuân thấy ở thanh nếu có một cái gì gọi là đẹp một cái gì làm cho người ta mến gã thích gần gũi và vui lây theo gã cái đó chính là cái miệng cười gã cười có duyên quá nụ cười của thanh có một sức hấp dẫn quyến rũ rất kỳ lạ mỗi lúc gã cười gương mặt gã sáng ra tươi lên tuy nhiên sau một thời gian mặc dầu không sửa trị hẳn được cái tật ấy thanh cũng đã đổi khác rất nhiều bao nhiêu vẻ trẻ trung linh hoạt nhanh nhẹn, lùi bước vội vàng, để lại ở người gã sự khô khan, cằn cỗi. Thành rất ít cười và rất ngại cười, và hẳn ra, đạo mạo thêm, Tuấn lấy làm tiếc và khó chịu, nhưng ông cụ thì rất hài lòng, cả Thanh cũng vậy, gã coi như đã thoát được một tai họa lớn lao. Cách 4 năm sau, Tuấn gặp lại Thanh thì gã thư sinh không dám cười ấy, đã là một ông tri huyện Cha gã được những người quen biết gọi là cụ cố, gã đã chuột lại bao nhiêu ruộng đất mà cụ cố phải bán chạy tiền ăn học và xây được một tòa nhà khá đồ sộ. Thanh làm tri huyện đầu mới được vài năm, thì cuộc khởi nghĩa mùa thu xảy ra. Tiếp đến khi chiến cuộc bùng nổ lan tràn khắp toàn quốc, Tuấn chẳng biết cả bị trôi dạt về phương nào cho đến hôm nay. Tuấn ngắm kỹ Thanh trong lúc gã ăn bún. Chính cái miệng cười và nụ cười duyên dáng của Thanh lúc này làm nổi bật dần dần những nét thay đổi quan trọng ở người gã. Ngồi trước mặt Tuấn lúc này là một nhân vật nào khác lạ hẳn, nhưng là cái khác lạ tạo nên bởi sự đổi mới hoàn toàn của một con người hơn là vì cái cảnh sa súc, long đong của thân thế. Người Thanh trông có vẻ già dặn ra, hoạt bát phóng khoáng, nhanh nhẹn khác xưa rất nhiều gương mặt chữ điện với màu da rám nắng và cặp mắt rất sáng dưới đôi chân mày rậm lộ đầy một vẻ cương quyết một thái độ ngạo nghễ thách thức đối với tất cả mọi thử thách của cuộc sống giữa thời binh hỏa trong cái bộ cánh tầm thường giản dị cũ kỹ trong thanh lại không có vẻ tầm thường như khi còn là một anh học trò trường giám hay dưới cái hình thức đầy quan dạng của một ông tri huyện thời tiền chiến vừa ăn uống xong Thanh đã đứng lên bảo Tuấn Chúng ta lên đường vậy Đã xế chiều rồi Cần đi ngay để về đến nhà cho sớm rủa Ba lô anh đâu Trong lúc nói Thanh cúi xuống sáng cao hai ống quần Trọng lại quay dép cao su vào gót chân Đội nón rồi bước ra sân quán Tuấn bước theo và rất ngạc nhiên Khi thấy Thanh sửa soạn một đôi bầu Xong lại đỡ lấy ba lô của Tuấn Anh bỏ xuống đầu này Tôi gánh luôn cho Tuấn sững sốt anh cũng gánh được nữa sao thanh đặt đòn gánh trên vai dúng mấy cái gật đầu con lắm được rồi anh ngạc nhiên cũng phải trước kia tôi cứ tưởng mình chẳng bao giờ làm được những việc này nhưng rồi gì cũng xong cả gánh thì không đi chạm được anh chịu khó rảo bước nhanh hơn thường một chút nhé khi đã ra đường thanh bảo chiến tranh đem lại cho cuộc đời nhiều xáo trộn kỳ lạ quá anh ơi trước kia anh có bao giờ tưởng tượng được là tôi sẽ ra như thế này không chắc là không. Tuấn gật đầu vì chính Tuấn cũng nhận thấy một cảnh trạng của Thanh quả thật vừa oái âm, vừa ngộ nghĩnh quá sức tưởng tượng. Tuy từ dạo binh hỏa xảy ra đến nay, Tuấn đã được chứng kiến rất nhiều cảnh thăng trầm quá đột ngột trong đám người chạy loạn. Rất nhiều, nhưng những hình ảnh đậm đà nhất vụt hiện ra trong trí tưởng của Tuấn lúc này là hình ảnh một ông phán già, giàu có lớn ở tỉnh lỵ đã từng được bọn thực dân liệt vào cái hạng sống theo kiểu Âu Châu. Sau ngày tản cư chỉ mới 2 tháng, vốn liếng chỉ còn đủ mua máy ống Quinacrine của Mỹ để bán kiếm lời. Tội nhất là trong lúc chen lớn đám đông ở chợ, chỉ vì đánh rơi mất một ống thuốc mà ông cụ rung bắn cả người, mặt mày tái xám. Và sau đó khi có kẻ nhặt được đem cho lại, ông cụ lại khóc sướt mướt vì mừng rồi lấy dài để tỏ lòng tri ân. Một thời gian sau, có tên ông cụ tự tử. Cùng với hình ảnh này là một người đàn bà trạc ngũ tuần, có hàng chục gian phố cho thuê, hàng trăm con bò vắt sữa, đã hoa điên hoa cuồng vì chạy giặc thình lình phải ra đi với một bọc hành lý, một số vàng và bạc mặt để rồi bị cướp giật dọc đường. Trên con đường huyện lộ mịt mờ, bụi đỏ, đông nghịch cả người, xôn xao từng đoàn, từng lũ chen lấn nhau, đài tải, khuân khôi những mảnh vụn của gia tài, sự nghiệp, lũ lượt trải qua. Người đàn bà ấy suốt ngày tóc tai bù rối, cầm một cành cây múa men để mỗi lúc gặp người đi qua, nhìn vào tận mặt rồi cười lớn mà hỏi. Bà ở tao đâu? Nhà tao đâu? Năm chục lạng vàng, bảy chục lạng vàng, chúng cướp của tao mất hết. Bị thu hút theo cái sức cuốn cuộn của những làn sóng người ồ ạt đổ dồn mãi lên những vùng nước độc nguồn cao, Chẳng biết rồi cái bóng người đàn bà tay cầm cành lá ấy trôi dạt về đâu. Tuy nhiên lúc này, so sánh cái ngộ cảnh của Thanh với thân thế hai người xấu số nọ, Tuấn vẫn cảm thấy có một cái gì làm cho Tuấn phải bàng hoàng. Thanh vui vẻ nói tiếp. Những cuộc xáo trộn mới trong thì có vẻ bi đát tai hại thật, nhưng càng đi sâu, mới thấy có cái hay của nó anh à. Con người có những khả năng tiềm tàng rất kỳ lạ, và chỉ có thể khai triển được đúng mức trong nghịch cảnh mà thôi. Không bị chó giữ rượt đuổi, anh chẳng bao giờ chịu nhảy qua những rào rảnh mà lúc thường anh cho là khó thể nhảy qua. Trước kia có ai bảo bọn chúng mình sống trong hoàn cảnh này được. Thanh dừng lại trở vai, rồi vừa đi vừa lấy khăn lau mồ hôi trên mặt. Tuân Ái ngại hỏi, anh gánh có nặng lắm không? Thanh cười, thảm gì, quen rồi, Tôi ở vào một xóm hẻo lánh, thiếu các thứ nhu cầu như thuốc men, vải bô, xà phòng, dầu lửa và nhiều vật dụng cần thiết, nên cứ mỗi tháng lại phải xuống tận chợ, tiếp tế một lần. Dạo này phi cơ chúng bắn phá dữ dội quá, để đàn bà đi bất tiện, tôi phải thân hành. Trong tiếng kiểu kịch điều điều, êm ái, hòa lẫn với tiếng dép cao su, chạm sàn sạc vào mặt đường gồ ghề, đầy sỏi sặn, Thành kể lại những biến cố của đời gã, từ ngày có cuộc cướp chính đến giờ thanh bị mất chức tri huyện vào một buổi sớm mùa thu vì chẳng kháng cự nên gã được yên thân rút ra khỏi huyện đường tuy vậy cái tai họa này vẫn kéo bè kéo lũ theo với nó biết bao nhiêu là chuyện rắc rối ngay trong làng bọn chức sắc trước kia phải chịu lép uy thế vì cái địa vị của thanh và bất mãn ngấm ngầm trước thái độ trịch thượng hách dịch của cụ cố đua nhau tìm đủ cách làm nhục trả thù cho bỏ ghét. Như thế đã hết đầu Cùng với cái rắp trên đường công danh, Thanh còn vướng phải một cái rắp trên đường tình ái. Vợ Thanh chưa có con cái gì. Giữa lúc cần can đảm, chia sẻ với chồng. Như thế đã hết đâu. Cùng với cái rắp trên đường công danh, Thanh còn vướng phải một cái rắp trên đường tình ái. Vợ Thanh chưa có con cái gì. Giữa lúc cần can đảm, chia sẻ với chồng cái ngộ cảnh chẳng may này đã thay lòng đổi dạ một cách trắng trợn vốn là con nhà giàu có thuộc một gia đình tư sản mãi bản và trước đây sở dĩ cô nàng chịu gá nghĩa với thanh chẳng qua vì cái địa vị của gã cái tham vọng được làm bà phủ bà huyện với thiên hạ hơn là vì tình yêu nên đến lúc cái mộng làm bà đã tan vỡ một cách đột ngột thì bao nhiêu tình nghĩa cũng tan theo hơn nữa cái mộng làm bà lại tan vỡ ngay giữa một tình thế hỗn loạn, gây nên bởi mối công phẫn của xã hội, cùng lên án tất cả mọi thứ uy thế, quyền năng, trật tự an bài trong chế độ lỗi thời, đã làm cho bà huyện trẻ tuổi tự dân dẫn thấy chuyện lấy chồng quan là cả một sự lầm lỡ, dại dột đáng ân hận trọn đời. Giữa cái tình trạng ấy, Hồng, vợ Thanh quyết định tìm một con đường thoát. Thanh nhắc lại câu chuyện tâm tình đáng đau xót này với cái vẻ thản nhiên, lạnh lùng của một kẻ bàn quang rồi tiếp. Thế rồi tác chiến xảy ra, tôi phải chạy loạn vào lúc nửa đêm với một ông bố già và hai đứa cháu trai mồ côi còn nhỏ. Cả bọn chẳng mang theo được cái gì lên hình cả, ngoài mấy bọc hành lý và một cánh đồ đạc quơ quàng vội vã mà tôi phải cố sức nai lưng để gánh. Nghĩ cũng tức cười, lúc thường thử đặt gánh lên vai bước đi vài bước đã thấy bất kham rồi nhưng đến lúc ấy thì lạ lắm đường trường hàng trăm dặm vẫn vượt qua được thoạt tiên cũng thấy khó khăn vất vả thật làm lục muôn quẳng gánh đi nhưng vì cái sóng mà phải cố bám lấy rồi quen dần quen dần nhưng cái cảm giác nặng nề của gánh hành lý trên vai thì chẳng chịu phai dọa nếm trải mùi vị tản cư trong mấy tháng đầu giữa cảnh thiếu thốn túng quẩn đủ mọi bề với một ông bố già cả bệnh hoạn hai đứa cháu ồi ọp thơ dại trước cái ghẻ lạnh miệt thị của phần trong đồng bào địa phương cái cảm giác ấy càng đậm đà hơn đè triểu cả tâm hồn và gieo vào lòng tôi một mối chán chường đến muôn quẩn trí Thành nghĩ nói bước chậm lại vì đường đã bắt đầu dốc tôi ngẩn nhìn con đường đất đỏ lõm chõm cả đá bò ngồng ngoèo quanh co như một con rắn uốn khúc trường mãi lên một eo núi cao. Dốc cao quá. Cao nhất trong các dốc trên con đường này. Anh biết người ta gọi nó là dốc gì không? Dốc giảm thọ. Gừng lại trở vai rồi miếm môi, dò dẫm từng bậc đá. Thanh tiếng dần lên. Tuy có gánh nặng, Thanh vẫn đi nhanh hơn Tuấn và thỉnh thoảng phải dừng lại để chờ. Như thế mãi có gần nửa tiếng đồng hồ, cả hai mới lên hết dốc. Thanh tiến lại phía một cây gạo lớn, đặt gánh xuống thở phào một tiếng khoan khoái anh ngồi vào bóng mát nghĩ đã tôi có đem nước theo đây sau khi đã uống nước hút thuốc thanh vẫn ngồi yên lặng mặt trời như một ngọn đèn pha từ phương tây chiếu xiên lại soi sáng núi rừng với những tia nắng màu vàng nghệ tạo cho cảnh vật một sắc thái huy hoàng lộng lẫy tôi nghĩ là thanh quá mệt cần ngồi lâu nên cũng ngồi yên cắm cảnh núi rừng bỗng thanh nhìn tuấn cười khẽ anh có thấy cái dốc này cao ghê gớm không cao dài khó đi người ta gọi là dốc giảm thọ cũng phải nhưng tôi tôi đặt tên cho nó là dốc chuyển hướng tôi bắt đầu làm lại cuộc đời sống lại một cách thực sự và ở tại cái dốc này vì một sự gặp gỡ rất ngộ ngồi im mấy phút như cố hồi tưởng lại những gì đã qua thanh nhìn xuống phía chân dốc rồi bắt đầu kể cái thế sống trong thời chiến loạn với tình trạng tán cư đã thúc bách gia đình tôi phải dời chỗ trú ngủ mãi và dắt díu nhau tiến lần lên ngã trên này. Tôi còn nhớ cái hôm chúng tôi đến đây, cũng vào một buổi xế chiều, vừa nhìn cái dốc, tôi đã đầm ngán đến chẳng còn can đảm tiến bước nữa. Sau một ngày trời băng bộ nhọc nhằn, phải đứng trước một cái dốc cao vòi vội vội, vụt hiện ra như cố chắn hẳn lối đi. Tự nhiên tôi cảm thấy rợn người và thục chí. Cái ngụm ngút của ngàn xanh, vẻ bí mật lạnh lùng của rừng núi cái chèo leo heo hút của cảnh vắng dặm trường như hồi nhau đe dọa, uy hiếp, đẩy lùi tôi lại. Qua nửa năm trời tản cư, trong một cảnh chật vật, túng quẩn, bệnh hoạn, tôi cảm thấy gây trước áp lực của rừng thiên, đuối sức như một người bơi quá lâu trong bể cả giữa cơn dòng tố. Cái cảm giác nặng nề đè triểu trên vai, đè triểu cái tâm hồn, lúc này như muốn đè bẹp cả người tôi. Giữa lúc ấy, ông thân tôi kêu khác, Tôi vội men xuống suối để lấy nước Khi trở lên tôi ngạc nhiên và cảm động xiết bao Vì thấy một ông lão Một bà lão và hai thanh niên cường tráng Đang ngồi xúm xích bên cạnh cha tôi và hai đứa cháu Trong lúc một thanh nữ lục soạn thức ăn Nước uống từ trong gánh ra Tôi hỏi mới biết họ cũng là một gia đình tản cư Định lên miền trên này để trú ngủ Thái độ niềm nở thân mật rất tự nhiên thành thực của họ Đã chiếm cảm tình của tôi ngay những phút đầu và không ngần ngại tôi cho họ biết rõ về tình cảnh của tôi cô lão nghe xong cười lớn kể cũng đáng buồn nhưng cả vừa thiên hạ chứ riêng gì ai đâu nghĩ lại rồi không chẳng nên buồn tức làm gì vô ích lão đây cũng vậy nhà cửa vườn tược của lão của cải ruộng nương của lão cũng mất sạch cả đấy nhưng lão vẫn cười sự đời mất mất còn còn thường lắm mất gì thì mất miễn còn người là quý còn người là còn của hơi đâu mà lo nói xong ông cụ lại cười thúc giục tôi ăn uống tiếng cười sảng khoái của ông cụ vang dậy giữa cảnh núi rừng hoang vắng có một âm hưởng rất lạ làm cho tôi cảm thấy vui lây và nghe khác hẳn trong người trong lúc ông cụ và hai người con trai trò chuyện với tôi thì bà cụ và cô con gái hỏi hàng hai đứa cháu nhỏ vẻ hiền diệu dân từ của hai mẹ con khiến tôi chú ý nhất là của cô con gái nàng có một sức quyến rũ kỳ lạ không phải vì sắc đẹp nhưng vì cái vẻ phúc hậu, hồn nhiên, chân thực, cái gương mặt rạng rỡ vui tươi, với những nụ cười hầu như bất tuyệt trên đôi môi hồng. Tuy nàng ăn vẫn rất tầm thường, tôi vẫn thấy sự hiện diện của nàng lúc này như đã làm tăng thêm ánh sáng và dịu bớt cái vẻ mang rợ, hẻo lánh của một vùng rừng núi. Cũng như tiếng cười của ông cụ và cái vui tính của hai người anh, nụ cười của nàng bắt vội những dịp cầu thông cảm giữa tôi và gia đình nhà này mối thông cảm của những người cùng chung cảnh ngộ và làm cho tôi cảm thấy gần gũi. Tự hồ như đã quen thân từ lâu ngày rồi. Khi ăn uống xong, ông cụ hỏi tôi. Anh lên miền này, có dự định gì chưa? Tôi lắc đầu, ông cụ mỉm cười thân mật. Chưa thì rồi sẽ có, cứ vững tâm mà đi. Cùng là đồng bào với nhau cả, cùng lâm vào cái hoàn cảnh này, phải nương tựa nhau mà sống. Lúc thời bình, lão đã lên vùng này, biết rõ địa thế lắm, ở đây đất đai phiền nhiêu nhưng người thưa thớt có sức khai phá giỏi chịu gian khổ một thời gian thì không còn lo đói những gì đã mất đi thì đừng thèm tiếc phải tạo ra của cải mới nó không ở đâu xa cả mà ở ngay trong lòng đất đai trong cánh tay và sức lực của mình thôi đi ta câu nói sau cùng tôi nghe như một mệnh lệnh một thứ mệnh lệnh nó kích động cả tâm hồn để người ta phải tuân theo không chút do dự đắn đo. Tôi càng cảm động hơn khi ông cụ buộc hai người con trai dồn cả hành lý của họ mang theo cho một người đài tải để một người cổng hộ ông thân tôi lên dốc. Rồi cả bọn, kẻ trước người sau, cùng tiến bước. Ông cụ dẫn đầu với một gói hành lý khá nặng trên vai. Tuy mái tóc đã bạc, nhưng dáng đi thì lại rất vững vàng, hằng hái. Nhìn ông cụ tự nhiên tôi đâm thẹn, gánh nặng trên vai tôi, như nhẹ hẳn đi và cái dốc cao vội vội như thắp dần xuống trong cái vui vẻ cương quyết của mọi người tôi cảm thấy phấn khởi hẳn lên và khi đã vượt hết dốc cao quay nhìn trở lại quãng đường đã qua tự dưng tôi nhận chân được cái tiềm năng rất kỳ lạ của con người sự hèn yếu bất lực chỉ là một ảo giác ngay cả cái cảm giác nặng nề đè trĩu trên vai tôi trên tâm hồn tôi lâu nay cũng chỉ là một sức nặng giả tạo của một cánh lo âu vô lối mà thôi ông cụ và cả gia đình ông cụ với cái tình tương thân tương trợ và cái chí cương quyết đã giúp tôi quảng xa được gánh nặng để vượt qua dốc cao một cách dễ dàng và cái ngày vượt dốc tính đến nay thấm thoát đã 4 năm rồi Thanh đứng lên vui vẻ đưa tay chỉ xuống cánh đồng ở bên kia dốc bây giờ anh nhìn xem tuy đứng trên cao nhưng theo hướng thanh chỉ tuấn cũng nhận thấy rõ một mái nhà tranh khá lớn nằm giữa một khu vườn rộng gần mẫu đất khu vườn với lối trồng trọt rất ngăn nắp có một vẻ xinh xắn nên thơ dễ cảm lòng người khu vườn ấy ngôi nhà ấy và cả những thửa ruộng chảy trước mặt nhà con đòn tám sào đều do vợ chồng tôi tạo lập khai phá canh tác đấy mấy ngôi nhà phía trên kia cùng cánh đồng hẹp ở phía tay trái có dòng suối chảy qua là gia đình ông cụ tuân ngạc nhiên vừa muốn hỏi điều gì thì đã nghe có tiếng hát từ đâu phía dưới vẳng lên tiếng hát rõ giận rồi một thiếu phụ từ ngã quẹo Khuất sau những bụi mốc rậm hiện ra Thanh cười Nhà tôi đấy Nhà tôi lên trước tôi Như sợ Tuấn không hiểu Thanh nói tiếp Rước Nghĩa là gánh hộ Vừa trông thấy Thanh Thiếu phụ đã vui vẻ Anh về muộn quá Cả nhà trông đến sốt ruột Vì trưa nay nghe bom đổ nhiều ở đổi dưới Rồi nàng nhìn Tuấn dáng hơi bỡ ngỡ Thanh giới thiệu ngay Anh Tuấn đấy Ngày xưa anh ấy là bạn rất thân anh mời về nhà chơi và quay nhìn bạn thanh đùa nhà tôi bà huyện mới của tôi nói xong thanh cười khanh khách bích vợ thanh vui vẻ chào tuấn rồi thân mật bảo chồng anh để em gánh cho trong lúc vợ chồng thanh trao gánh cho nhau tuấn ngắm kỹ bích nàng còn trẻ lắm đầu mới đôi mươi và trông rất mặn mà duyên dáng vừa nhìn qua vẻ người tự dưng tuấn như đoán ra một điều gì và khi bích đã xuống dốc cách hai người khá xa tuấn mỉm cười bảo bạn nếu tôi không làm thì chị ấy là nàng tiên mà anh vừa ca tụng lúc nãy một nàng tiên mà làm sáng một khu rừng thanh gật đầu vui vẻ anh đoán chẳng sai chính là con gái ông cụ chúng tôi vừa kết duyên với nhau được hai năm đã có một cháu nhỏ kháo lắm anh ơi tuấn vỗ phai thanh cười lớn thì ra qua những biến cố của đất nước anh tuy bị mất rất nhiều nhưng lại không thiệt thòi gì cả Thanh nhìn theo bích Rồi đưa mắt say ngắm cánh đồng Khu vườn dưới xa Quả đúng như vậy Tôi đã mất những gì đáng mất Để tìm được những cái đáng tìm Và trong cuộc sống hiện tại Trong cuộc chiến đấu với mọi gian lao Sự đảo lộn về thân thế Cũng điều chỉnh cả trong tôi các quan niệm Về giá trị và hạnh phúc của con người Nên mỗi lúc nhìn lại dĩ phản Tôi không thấy tiếc mà chỉ thấy mừng Tôi mừng vì những gì mà đời thường cho là rủi ro vô phúc đã đến sớm với tôi để tôi sớm cảm nghiệm và khai triển được cái vốn của bản thân mình quý thính giả thân mến quý vị vừa nghe xong hai truyện ngắn là con ngựa hai chân và qua cơn thử lửa của nhà văn Văn Du, sau khi nghe xong hai trường vừa rồi, quý vị cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là những thính giả khác được biết. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Nếu quý vị yêu thích kênh của Trinh, quý vị hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh của Trinh quý vị nhé. Trinh cảm ơn rất nhiều vì quý vị đã dành thời gian theo dõi đến cuối video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.